Xin chào tất cả mọi người, mình là Lê Hoàng. Có rất là nhiều anh chị và các bạn hỏi Lê Hoàng vậy nè. Hoàng ơi, hồi trước mình cũng không có tìm hiểu nhiều, cho nên mình mua một cái bộ ở trên mạng giá rẻ thôi, chỉ có vài trăm ngàn thôi. Thì mình hát xong mà cái tiếng nhạc nó rất là khó chịu, tiếng mic thì nó rè. Rồi cho ra một cái bài hát khi thu vào á, nó không có rõ ràng, nên là nghe rất là khó chịu. Thì có một cái bộ nào mà nó chất lượng xíu mà chi phí nó vừa phải không? Thì anh chị và các bạn, nói tới đây, chúng ta đeo cái tai nghe vô để chúng ta nghe được hết cái âm thanh từ cái bộ sản phẩm này. Anh chị bạn, chúng ta thấy là nó rất là rõ ràng, sắc nét. Đặc biệt là gì? Lê Hoàng đang kết hợp con mixer là HS-TD04 Mavic. Cái con này có 16 chế độ vang, Echo, Reverb, Delay đầy đủ. Đặc biệt nó có chế độ số 13 là Delay kết hợp với Reverb, cái mà anh chị và các bạn chúng ta đang nghe. Tiếng vang rất là hay. Rồi, micro là Lê Hoàng đang kết hợp với là micro Tata SM8B phiên bản mới nhất trong năm 2024. Cái phiên bản cũ đã ok rồi, mà lên phiên bản mới này nó cải tiến về mặt kiểu dáng nè. Và cái màn micro á, nó làm to hơn, đặc biệt là màn micro mạ vàng chống nhiễu, cho nên là anh chị và các bạn nghe là cái tiếng mic của nó rất là ấm, chi tiết, và nó hòa quyện lại với cái tiếng vang, nghe rất là đã luôn. Cho nên khi hát nó sẽ làm cho bài hát của chúng ta hay hơn rất là nhiều. Rồi không dài dòng nữa, mời anh chị và các bạn trải nghiệm micro Tata SM8B phiên bản mới với lại con là HS-TD04 FX ha. Bài hát Ngày Em Ra Đi. Chúng ta vừa hát, chúng ta vừa cân chỉnh cho nó hợp lý ha, giữa tiếng nhạc và tiếng hát. Ngày em ra đi, em chỉ mang con tim hành lý để quên mùa đông, cho tháng năm anh thêm lạnh lùng. Đôi tay hôm nào dìu nhau trong cơn mê đầy, giờ đôi tay anh lau ngấn lệ ngàn lời biệt ly. Chiều trên sân ga, tia nắng nghiêng xuyên qua ngàn lá, giấc mơ đời ta theo chuyến xe tan trong nhạt nhòa. Bên nhau phút này làm sao anh xa con tàu, lệ em tuôn mãi ai biết được lòng mình khổ đau. Tiếng còi vàng để mang em về đó, lòng anh nát tan theo con tàu. Tàu xa khuất bóng, anh ngỡ mình vẫn còn chìm bao. Đường em đang đi, em có nghe con tim vừa y, chắc con đường vui đang nở hoa nên quên anh về. Đường xưa mưa rơi âm thầm, từng đêm đôi tim anh đã nghe hồn mình lạnh câm. Rồi thì anh chị và các bạn chúng ta chú ý này, có những anh chị và các bạn xem tới đây á, hay nói là Hoàng ơi, sao mình nghe thấy tiếng nhạc nó lớn quá, tiếng micro nhỏ quá, hay là tiếng vang ít quá? Thì cái này là tùy thôi, tùy anh chị và các bạn, chúng ta có thể cân đối, chúng ta chỉnh. Ví dụ Lê Hoàng sẽ thị phạm luôn cho anh chị và các bạn chúng ta cùng nghe nha. Ngày em ra đi, em chỉ mang con tim hành lý để quên mùa đông. Đó, nhạc mình cho nó nhỏ xuống rồi, tùy mình thôi, giờ lên nhạc nè. Đôi tay hôm nào dìu nhau trong cơn mê đầy, giờ đôi tay anh lau ngấn lệ ngàn lời biệt ly. Rồi ví dụ như thấy tiếng mic nó to quá thì có thể giảm tiếng mic xuống. Xuyên qua ngàn lá, giấc mơ đời ta theo chuyến xe tan trong nhạt nhòa. Rồi lên mic xíu. Đó. Rồi ví dụ như tiếng vang thấy nó ít quá thì tăng lên. Lên 6, 1, 2. Còn thấy ví dụ như là nhiều quá thì giảm xuống.
tùy mọi người thôi. Ok. Rồi, đơn giản vậy thôi. Có nghĩa là mọi thứ chúng ta đều có thể tùy chỉnh được hết. Đó là lý do vì sao mà chúng ta sử dụng con TD-04FX này. Chúng ta chỉnh nè, đường micro nè, bass trung treble, đường nhạc nè, bass trung treble, tiếng vang nè, 16 chế độ, thích cái nào chọn cái đó. Rất là đơn giản, dễ hiểu vậy thôi. Rồi, ok. Cảm ơn chị và các bạn rất là nhiều đã xem clip test micro Tata SM8B và con LHS TD-04FX. Yêu thích thì nhớ liên hệ cho Lê Hoàng Studio qua số điện thoại là 0989737960 có Zalo, cũng như truy cập vào website lehoangstudio.com, trên đó có đầy đủ thông tin chi tiết, giá cả. Và nhớ nhấn nút subscribe, đăng ký kênh YouTube cũng như cái chuông bên cạnh để khi Lê Hoàng có đăng clip lên á thì anh chị và các bạn chúng ta sẽ nhận được thông báo về clip ngay lập tức luôn. Cảm ơn, xin chào.